Chào mừng quý khách đến với video cập nhật tin tức dịch bệnh COVID-19 của Canada và tỉnh bang Ontario. Tin thứ nhất, Canada nới lỏng phong tỏa cho phép các cửa hàng mở cửa trở lại. Tỉnh bang Ontario cũng cho phép các cửa hàng ở mặt tiền đường mở cửa trở lại, cùng với phòng phẫu thuật trong bệnh viện, công viên thú cưng và sân golf. Ngoài ra, từ ngày 19 tháng 5 năm 2020, tỉnh bang British Columbia cho phép nhà hàng, quán rượu mở cửa trở lại. Còn tỉnh bang Saskatchewan cho phép trung tâm mua sắm, tiệm hớt tóc và chợ nông sản mở cửa trở lại. Trước đó, ngày 8 tháng 5, chính quyền cho phép các trung tâm vật tư làm vườn và vườn ươm mở cửa trở lại trọn vẹn. Và các cửa hàng vật tư làm hoặc sửa chữa nhà được mở cửa trở lại vào ngày 9 tháng 5. Mặc dù không có lệnh cấm đối với các cuộc tụ tập đông người ở Canada, nhưng các quan chức kêu gọi mọi người nên cân nhắc về kế hoạch du lịch và tránh các du thuyền. Tin thứ hai, tỉnh bang Ontario gia hạn tất cả các lệnh khẩn cấp, bao gồm các biện pháp hạn chế tụ tập xã hội cho tới ngày 29 tháng 5 năm 2020. Các lệnh khẩn cấp hiện đang được áp dụng cấm các cuộc tụ tập xã hội quá 5 người, đóng cửa nhà hàng, tiệm ăn và quán bar, ngoại trừ để khách mua để mang về hoặc giao hàng tới nhà của khách, và gồm các quy định về điều chuyển nhân viên cho các viện dưỡng lão và những nơi cư trú chung. Tuy gia hạn các lệnh khẩn cấp, chính quyền Ontario cũng loan báo hôm 19 tháng 5 rằng chính quyền nay cho phép người dân tham dự các buổi lễ tôn giáo ngồi trong xe, miễn là phải tuân theo một số quy định thật nghiêm ngặt. Các quy định này bao gồm các xe đậu cách nhau ít nhất 2 mét, chỉ có những người trong cùng một hộ gia đình được ngồi chung trong một xe, người dự không được phép ra khỏi xe, và một lúc không được quá 5 người tiến hành lễ bên ngoài xe, và họ phải cách nhau ít nhất là 2 mét. Hôm 19 tháng 5, tỉnh bang Ontario bước vào giai đoạn 1 của quá trình tái hoạt động, cho phép các cửa hàng bán lẻ có lối vào từ đường phố mở cửa trở lại. Giai đoạn 1 cũng cho phép mở lại một số cơ sở giải trí ngoài trời như thể thao ngoài trời, các sân chơi và thiết bị ngoài trời, thiết bị tập thể dục, hồ bơi công cộng, bãi chơi nước cho trẻ em và các cơ sở vật chất chơi nước ngoài trời chưa được mở lại và sẽ nằm trong các giai đoạn sau của kế hoạch khôi phục. Chính quyền nói rằng quyết định gia hạn các lệnh khẩn cấp đã được đưa ra sau khi tham vấn giám đốc y tế công cộng của tỉnh bang Ontario. Chính quyền tỉnh bang ban bố tình trạng khẩn cấp của tỉnh bang Ontario vào ngày 17 tháng 3 và sau đó đã kéo dài cho tới ngày 2 tháng 6 năm 2020. Cuối cùng, cập nhật tin tức dịch bệnh COVID-19 của Canada và tỉnh bang Ontario. Tính cho đến 9 giờ sáng ngày 22 tháng 5, Canada có 81.324 ca lây nhiễm. Số người được bình phục là 41.715, số ca tử vong 6.152. Tỉnh bang Ontario đã có 24.187 ca xác nhận COVID-19, số người được bình phục là 18.509 và 1.993 ca tử vong. Cảm ơn quý khách đã theo dõi video. Khi quý khách có nhu cầu mua bán nhà condo, vui lòng liên lạc trực tiếp với Quang Lam theo số điện thoại 416-804-5111. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video kỳ tới.